Ok, đã rất vui khi được gặp lại anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem tiếp phần 2 của video top những trận đánh của Boyza Hazumichi. Trong video lần trước, chúng ta đã xem đến trận đấu với Kishima Koichi, biệt danh là Kiko. Trận đó Boyza đã giành chiến thắng và đã kết thân thêm một người anh em nữa. Vậy không vòng gió nữa, vào luôn video cho nóng. Lưu ý video, mình sẽ tóm tắt ngắn gọn từng trận đánh một chọi một của Boyza để cho anh em dễ hiểu. Và những trận đánh với những nhân vật phụ thì mình xin được phép không liệt kê vào trong video này. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi lại quay lại đối thủ chính của Susan, không môi trường nào khác ngoài Houston. Lúc này Houston đang được điều khiển bởi hai anh em Bito. Nói tới đây thôi anh em hiểu rồi nghe, thì mình sẽ vào chủ đề nhanh và luôn. Trận chiến của cả hai được xảy ra dưới chân một chân cầu. Tatsuya ra rất nhiều đòn thế võ rất điêu luyện, cùng với những món đòn đá đầy chí mạng và sát thương vào người Boyza. Nhưng chỉ với nhiều đó thôi thì vẫn chưa thấm thía gì với anh khỉ nhà ta. Boyza đã ra một đòn bất ngờ, khiến Tatsuya phải văng ra xa té ngã, không chấp nhận việc mình lại thua. Đang lom khom ngồi dậy thì lại một cú đấm kế tiếp lại được tung ra, đấm mạnh tới nỗi khiến Tatsuya phải gặp ảo giác. Tưởng mình đang đấu với người anh Bito Makio thì quay lại hiện thực, anh lại tiếp tục ăn một đấm đến từ Boyza. Thế là trận đấu kết thúc chỉ trong 3 đòn đấm. Trận này mình kể vấn tắt thôi nghe anh em. Anh em nào muốn coi chi tiết trận này ra sao thì có thể vào xem video thông tin về Bito Tatsuya, mình sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Hanason Sabuzu, biệt danh là Seton, cũng là một tên côn đồ từ thị trấn khác chuyển đến Susan. Sau khi một mùa khác đã tới, anh đã tham gia vào cuộc chiến sinh viên năm nhất và trở thành kẻ mạnh nhất ở toàn bộ khối năm nhất. Anh đã đại diện cho những sinh viên năm nhất quyết đấu với Boyza Hazumichi ngay trên sân thượng của trường. Trận chiến này được rất nhiều người đến xem. Với kỹ thuật karate, anh đã áp đảo được người đàn anh Boyza. Anh cứ tưởng gần như anh đã nắm chắc phần thắng trong tay và sẽ đút thật nhiều bát phở hành cho đối phương, cũng như có rất nhiều học sinh đứng bên ngoài hô vang tên cái tên Seton. Điều này đã bút thêm cho anh rất nhiều ý chí, lòng quyết tâm đánh bại Boyza trong người. Nhưng không, cho tới khi anh đã để cho Boyza bắt được đòn tấn công, chốt thời cơ, ra một đòn cực mạnh vào Seton, mạnh tới nỗi anh đã bắt tỉnh ngay sau đòn đó. Trận chiến này đã diễn ra tại một nơi khác ở thị trấn. Boyza và đồng bọn đã có một cuộc chiến với một băng đảng, Sinikhead. Trong số đó, có một tên chỉ huy cộng cán, tên là Mayumi Tetsugi. Khi vừa gặp mặt, anh đã đánh bất tỉnh được anh khỉ nhà ta. Anh cứ tưởng Boyza cũng bao nhiêu những tên rẻ rách khác mà anh từng đấu, cho tới trận tái đấu của cả hai bắt đầu. Tetsugi rất nhanh đã hạ được Jiu Ushin và Tatsuya, sau đó anh quay sang hạ luôn cả Boyza, nhưng cú đấm của anh đã bị chặn lại một cách dễ dàng, chưa kịp phản ứng gì. Boyza đã húc thật mạnh đầu của mình vào đối phương, đòn đó đã làm cho trán của Tetsugi phải đổ máu, nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chưa có thể hạ được anh. Tetsugi tiếp tục ngồi dậy đánh tiếp, mà cứ đứng lên, lại bị đánh ngã. Dù có đứng dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì kết quả vẫn bị đánh ngã xuống. Mặc dù vậy, ý chí không bao giờ bỏ cuộc của anh vẫn hồi thúc anh đứng dậy để đánh tiếp với kẻ thù. Cho dù lúc đó trong tình thế đã bị rất nhiều người bao vây, lòng quyết tâm đánh bại kẻ thù của mình. Để bảo vệ người bạn Chinai Kuhe, cũng như là thủ lĩnh của băng Sinikhead, chính vì khí chất đó, Boyin đã công nhận anh là một đối thủ đáng gồm khi chiến đấu. Mặc dù trận này vẫn chưa có đánh xong, nhưng chúng ta cũng đều hiểu, vào lúc đó Tetsugi đã thua Boyza về sức mạnh lẫn kỹ thuật chiến đấu rồi nhé. Nakajima Shinsuke, trận đấu này nhằm mục đích muốn khẳng định rõ tên tuổi của Shinsuke bằng cách đánh bại Boyza. Khi vừa gặp mặt, anh khỉ nhà ta đã bị cậu ta tặng cho một cú đấm để mở màn trận đấu. Cú đấm đó cũng là làm cho Boyza phải nổi điên lên, cả hai hẹn ra một nơi để giải quyết. Nhưng chưa gì nữa thì anh khỉ lại bị đấm cho nằm xuống, người mùi nhựa đường thêm một lần nữa. Sau đòn đó, Boyza bắt đầu bật trạng thái đánh nghiêm túc, Shinsuke ra đòn và đã dồn ép được Boyza vào tường, không để mình bị thất thế. Anh đã đấm một đòn vào đối phương để giữ khoảng cách, sau đó dùng 1 đến 3 cú đấm của Boyza được tung ra. Nhưng Shinsuke vẫn cứ lao tới phản đòn. Được vài phút, chúng ta được thấy Shinsuke đã bị Boyza hạ đo ván, không đứng dậy nổi. Anh cũng phải công nhận độ bền của Shinsuke là rất khủng. Trận này xem rất nhanh nghe anh em, vì nó chỉ cho chúng ta thấy được vài khung tranh cảnh đánh nhau giữa hai người mà thôi. Và anh em biết gì không? Kênh của mình đã đạt được trên 700 người đăng ký rồi. Cũng mong anh em hãy giúp mình đạt tới mốc 1.000 người đăng ký nhé. Cũng đừng quên phần like video, vì đó chính là phần động lực chính hồi thúc mình ra thật nhiều video cho các anh em xem. Xin cảm ơn anh em. Đây rồi, tôi cá là anh em đang rất mong chờ trận này lắm phải không? Trận chiến mà tôi phải nói là đã khẳng định rõ ràng về sức mạnh và tên tuổi của Boyza Hazumichi.
Trận chiến với gã khổng lồ Tatsuo của đế chế Mangi, kẻ được mọi người ca ngợi và gắn một cái mát biệt danh, người mạnh nhất ở Nhật Bản. Câu chuyện là, sau khi Tatsuo đã làm một việc gì đó ở trên Tokyo mà mình không muốn tiết lộ nhiều được nghe anh em, nên anh đã phải tới thị trấn Tozushi. Khi tới được đây, anh đã gây ra náo động, đảo lộn trật tự ở thị trấn này rất nhiều lần bằng việc đánh bại mặt trận vũ trang thế hệ thứ 5 thủ lĩnh là Takeda Kusei cùng với 4 cán bộ trong băng. Sau đó anh lại tiếp tục đi tìm và múc luôn cả King Go bên Hosen và cả cán bộ Ujigan. Kế tiếp là lụm luôn Seton bên Susazan. Sau khi làm xong đã xử gọn được cả ba tứ thiên vương trong tương lai, người kế tiếp anh định xử lý luôn là Shinsuke, người cuối cùng trong bộ tứ ở thị trấn này. Sau những vụ việc anh gây ra ở trên, bói già đã đưa ra lời tuyên chiến với Tatsuo. Ok, vào ngay luôn trận chiến của cả hai luôn. Trận đấu của cả hai được diễn ra ở dưới chân cầu và khi vừa nhìn thấy bói già xuất hiện, Tatsuo đã lao tới thật nhanh để ra đòn sớm nhất để kết thúc trận đấu. Anh thì nhà ta cũng đâu có muốn thua gì, anh cũng phản đòn lại để đẩy lùi đối phương ra xa với lợi thế cơ thể to lớn. Tatsuo đã vật ngã được bói già xuống mặt đất, ra nhiều đòn vũ bảo lên người bói già. Anh khỉ cố vùng vẫy thoát ra để nhanh chóng trả đòn lại bằng cách ra đằng sau của đối phương, siết thật mạnh vào cổ của Tatsuo để làm cho anh ta bất tỉnh. Nhận ra điều đó, Tatsuo đã vắt luôn cơ thể bòi ra trên người, húc thật mạnh vào chân cầu. Khi chưa kịp phản ứng gì, thì cổ đấm của Tatsuo đã đấm vào anh khỉ nhà ta, văng ra xa, cả hai ăn miếng trả miếng cực kỳ dữ dội. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại hai cái. Sau những đòn đó, cả hai đều đã kiệt sức thấm mệt và bất tỉnh, cứ ngỡ như trận này lại hòa. Nhưng khi Tatsuo tỉnh dậy, tưởng như mình lại chiến thắng thêm một trận đấu nữa, thì một câu nói từ đằng sau anh. Boya Hazumichi đã đứng sừng sững như cột chống trời, anh ra một đòn quyết định ngay từ trên xuống, đòn đấm đó tựa như thiên lôi giáng xuống và cũng đã đánh dấu kết thúc trận đấu của cả hai. Trận này tôi phải nói là xem nó đã gì đâu đó anh em, và nó cũng là trận đấu kết thúc video này. Ok, và đó cũng chính là những trận đấu lớn của nhân vật Boya Hazumichi. Anh em xem video thấy hay, hãy cho mình một lượt đăng ký kênh, cùng đừng quên ấn vào phần chuông bên cạnh để có thể xem những video mới nhất do mình làm nhé. Cuối cùng mình là Phân Tích Dâu. Hẹn gặp anh em vào video lần sau.